Hello các bạn, chào mừng các bạn đến kênh Miền Quê Thu Nhỏ. Hôm nay mình review cảnh cà quán cà phê cho quý vị và các bạn xem chơi cho vui nha. Đây quán cà phê Cỏ Bán ở Hòa Thành, thị xã Hòa Thành. Giờ mình vô trỏng nha quý vị và các bạn. Có nhạc thì mình tắt. Hello. Hey. Hello. Rồi.